Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ HD. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng đáng chú ý nào? Tình hình trong nước và thế giới có gì đặc biệt? Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính có trong ngày. Lâm Đồng xem xét kỷ luật nguyên bí thư chủ tịch thành phố Bảo Lộc vì giao sai 71 lô đất vàng. Siêu dự án Nghĩa Trang ở Bắc Giang nguy cơ xóa sổ hàng trăm hecta rừng. Báo chí dẫu kỹ tên doanh nghiệp đứng sau. Nhà đầu tư trả dự án, 20 xã của Hà Nội vẫn khát nước sạch. 10 hộ dân thì một hộ có ô tô, vì sao dân Thái Nguyên giàu thế? Lâm Đồng xem xét kỷ luật nguyên bí thư chủ tịch thành phố Bảo Lộc vì giao sai 71 lô đất vàng. Thưa quý vị, tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết phải xem xét xử lý kỷ luật bí thư chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc nhiệm kỳ 2015-2020 vì các sai phạm liên quan đến đất đai. Ngày 7 tháng 12, tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc giai đoạn 2015-2017 vi phạm việc lập thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường tái định cư, giao đất ở tái định cư, giao đất ở không thông qua hình thức đấu giá không đúng quy định. Những vi phạm này gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát tài sản nhà nước, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm trên thuộc về Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông Lê Hoàng Phụng, nguyên Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Quốc Bác, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc và một số cán bộ cấp dưới liên quan. Trước đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chuyển Công an tỉnh Lâm Đồng hồ sơ liên quan việc Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc giao trái quy định 71 lô đất có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại tài sản nhà nước. Cơ quan chức năng đã thanh tra việc giao đất trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, qua đó phát hiện ông Bắc có nhiều sai phạm trong việc giao đất tái định cư và đất ở không thông qua đấu giá liên quan đến một loạt dự án như Hồ Đồng Nai, Hồ Nam Phương 2, tuyến tránh quốc lộ 20, khu công nghiệp Lộc Sơn. Trong 25 trường hợp được giao đất ở tái định cư, có tới 18 trường hợp được giao 20 lô đất với tổng diện tích 2.232m², không đủ điều kiện bố trí tái định cư. Mặt khác, qua thanh tra 54 trường hợp được giao đất không thông qua hình thức đấu giá, có 42 trường hợp được giao 51 lô đất ở có tổng diện tích 5.443m², không đúng quy định, trong đó có 4 trường hợp được giao vượt hạn mức đất ở. Đáng lưu ý, khi giải quyết thủ tục hành chính về giao đất tái định cư, giao đất không thông qua hình thức đấu giá, các phòng ban liên quan đã phát hiện những trường hợp không đủ điều kiện giao đất và đã có ý kiến cụ thể trong tờ trình báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nhưng ông Bắc vẫn ký quyết định giao đất. Siêu dự án Nghĩa Trang ở Bắc Giang nguy cơ xóa sổ hàng trăm hecta rừng, báo chí giấu kỹ tên doanh nghiệp đứng sau. Thưa quý vị, hàng trăm hecta rừng sản xuất đang đối mặt nguy cơ nhường chỗ cho dự án siêu Nghĩa Trang vừa được phê duyệt quy hoạch tại xã Đông Hưng, Lục Nam, Bắc Giang. Những ngày gần đây, câu chuyện về dự án siêu Nghĩa Trang đang khiến nhiều người dân quanh xã Đông Hưng, Lục Nam, Bắc Giang xao xát. Khi gặp phóng viên chúng tôi, chị Nguyễn Hoa, Đông Hưng, Lục Nam nói, trước đây chúng tôi từng nghe về dự án khu du lịch sinh thái, chưa hề nghe tới việc xây khu Nghĩa Trang. Tôi không biết được phê duyệt quy hoạch vì chưa có đại diện chính quyền xuống phổ biến. Nếu xây Nghĩa Trang, chúng tôi lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe. Chỉ cho chúng tôi những cánh rừng sản xuất quanh thôn Cai Vàng, xã Đông Hưng. Anh Nguyễn Khoái, người dân tại đây cho rằng, nếu dự án Nghĩa Trang hàng trăm hecta, những cánh rừng kéo dài mấy cây số coi như mất trắng. Nếu biết có dự án Nghĩa Trang, khả năng cả hai xã sẽ không ai đồng ý. Phải làm gì có lợi cho dân chứ làm Nghĩa Trang rồi bán mấy chục triệu một lô đất. Một người dân có rừng sản xuất tại xã Đông Hưng còn cho rằng đất rừng sản xuất được người dân cải tạo, chăm sóc để trồng cây gây rừng theo chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước. Nếu lấy diện tích đất trên để làm nghĩa trang, người dân không biết làm gì khác, nghề nghiệp cuộc sống người dân đảo lộn. Những cánh rừng sản xuất để ngăn lũ cho cả vùng, một khi rừng chọc sẽ không còn lá chắn bảo vệ. Dưới chân núi là hệ thống sông, suối cung cấp nước cho toàn bộ người dân trong vùng, việc làm nghĩa trang chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước. Chị Bích Thuận, Đông Hưng, Lục Nam nói. Được biết, cách đây mấy tháng, ngày 6 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chính thức phê duyệt quy hoạch 1/500 chi tiết xây dựng khu công viên Nghĩa Trang sinh thái, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam. Đây được coi là dự án lớn nhất của tỉnh Bắc Giang từ đầu năm đến giờ. Điều đáng nói là một dự án lớn nhưng tỉnh lại cho phép một doanh nghiệp vừa mới thành lập 2 tháng tài trợ quy hoạch với số kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng. Ngoài việc tài trợ kinh phí không hoàn lại để khảo sát, lập quy hoạch chi tiết khu Nghĩa Trang thì công ty này cũng xin tài trợ 100% kinh phí lập quy hoạch dự án khác tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang với quy mô lên tới 706,5 ha. Điểm đáng lưu ý của dự án như chính lời ông Đặng Văn Nhàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam nói với phóng viên rằng chủ yếu đất rừng sản xuất với diện tích rừng lên tới 177 ha làm dự án Nghĩa Trang đến Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Bắc Giang cũng phát văn bản gửi Sở Xây dựng kiến nghị bổ sung thuyết minh làm rõ sự phù hợp của diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án với quy hoạch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Đáng chú ý, theo thông tin từ văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, toàn bộ nước từ dự án này sẽ được thu gom xử lý vi sinh rồi xả về hồ suối Nứa. Dự án khu công viên Nghĩa Trang Sinh thái Đông Hưng, huyện Lục Nam có quy mô nghiên cứu lên tới 320 ha, quy mô lập quy hoạch 185 ha, trong đó có đến 177 ha rừng sản xuất. Theo đó, phân khu A công viên Tâm Linh khoảng 25 ha, phân khu B công viên Nghĩa Trang quy mô khoảng 150 ha, phân khu C công viên du lịch sinh thái quy mô khoảng 10 ha. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh qua văn bản, cần đặc biệt chú ý đến nước thải sau khi được xử lý sẽ đấu nối vào các suối hiện trạng, cần đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn quy định và luật thủy lợi vì các suối hiện trạng sẽ đưa dẫn về điểm cuối là hồ suối Nứa. Hiện hồ suối Nứa ngoài nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp còn cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị chủ đầu tư trong quá trình triển khai trình tự dự án cần thực hiện đúng quy định, đảm bảo thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng 177,6 ha sang mục đích khác. Khi được hỏi để cho một nhà tài trợ quy hoạch vừa mới thành lập, chưa đủ kinh nghiệm lập quy hoạch dự án lớn tác động phần lớn đất rừng sản xuất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Nam cho rằng dự án mới trong giai đoạn duyệt chủ trương đầu tư. Siêu dự án Nghĩa Trang này diện tích gần 200 ha đất rừng phải báo cáo Thủ tướng. Ông Nhàn cho rằng chưa đến giai đoạn xin Thủ tướng chuyển đổi đất rừng sang dự án. Theo đó, nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân huyện thời điểm này là phối hợp các cơ quan chức năng thẩm định quy hoạch. Trước mắt làm quy hoạch, khi nào có nhà đầu tư vào mới chuyển đổi đất rừng, ông Nhàn nói. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang cho rằng với đất rừng sản xuất trên 50 ha phải báo cáo Thủ tướng xin chuyển đổi. Khi đã có chủ đầu tư dự án thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xin chuyển đổi đất rừng. Bộ sẽ xem rừng có đủ điều kiện hay không. Nếu được quyết định, chủ đầu tư phải chuyển đổi trồng rừng thay thế bằng đúng diện tích chuyển đổi, nếu không phải nộp bằng tiền, ông Hiệu nói. Nhà đầu tư trả dự án, 20 xã của Hà Nội vẫn khát nước sạch. Thưa quý vị, liên danh Aqua One và nước mặt sông Đuống xin trả lại thành phố Hà Nội. Dự án đầu tư hệ thống nước sạch trên địa bàn 20 xã của huyện Đông Anh và Sóc Sơn. Cử tri các huyện Đông Anh, Sóc Sơn phản ánh với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt. Dù đã có dự án cấp nước nhưng bị treo nhiều năm qua khiến cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cụ thể, cử tri huyện Đông Anh cho biết còn 4 xã Thụy Lâm, Liên Hà, Vân Hà, Bắc Hồng chưa có nước sạch. Nhân dân đề nghị thành phố chỉ đạo đơn vị liên quan sớm hoàn thành việc cấp nước sạch cho 4 xã này. Cùng vấn đề trên, cử tri huyện Sóc Sơn đề nghị thành phố Hà Nội chỉ đạo nhà đầu tư sớm hoàn thành hệ thống cấp nước sạch, đặc biệt là các xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới năm 2022. Trả lời cử tri thành phố Hà Nội cho biết để đảm bảo toàn bộ người dân khu vực nông thôn đến năm 2025 có nước sạch, từ tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành nhiều kế hoạch hoàn thành các dự án phát triển nguồn tập trung và các dự án phát triển mạng cấp nước sạch giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, do có những khó khăn vướng mắc nên việc thực hiện của một số nhà đầu tư còn chậm trễ, dẫn đến mục tiêu chung về đảm bảo an sinh cho người dân gặp khó khăn. Cụ thể, 4 xã trên địa bàn huyện Đông Anh chưa có nước sạch, nằm trong phạm vi dự án phát triển mạng lưới phân phối nước sạch được Ủy ban Nhân dân thành phố giao liên doanh Công ty cổ phần nước Aqua và Công ty cổ phần nước mặt sông Đuống thực hiện từ năm 2017. Trong các năm 2021-2022, Sở Xây dựng đã có văn bản đôn đốc nhà thầu thực hiện dự án. Sở cũng đã làm việc với các sở ngành và Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, cũng như liên doanh Công ty cổ phần nước Aqua One và Công ty cổ phần nước mặt sông Đuống để rà soát thống nhất giải pháp cấp nước cho các xã còn lại của huyện. Đến tháng 8 năm 2022, liên doanh Công ty cổ phần nước Aqua và Công ty cổ phần nước mặt sông Đuống có văn bản đề xuất thành phố Hà Nội cho phép tiếp tục hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch cho hai xã Vân Hà, Liên Hà. Liên doanh này cũng đề nghị không đầu tư hệ thống nước sạch ở xã Bắc Hồng và Thụy Lâm. Từ năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao liên doanh Công ty cổ phần nước Aqua One và Công ty cổ phần nước mặt sông Đuống thực hiện dự án cấp nước cho các xã ở huyện Sóc Sơn. Tuy nhiên, việc triển khai dự án của nhà đầu tư chậm so với kế hoạch. Do vậy, đến nay toàn bộ 18 xã của huyện Sóc Sơn chưa được nhà đầu tư làm hệ thống nước sạch. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trước tình trạng trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng có văn bản đôn đốc các nhà đầu tư rà soát thống nhất giải pháp cấp nước cho các xã còn lại của huyện Sóc Sơn. Tuy nhiên, đến tháng 8 năm 2022, liên doanh Công ty cổ phần nước Aqua One và Công ty cổ phần nước mặt sông Đuống có văn bản đề xuất không đầu tư hệ thống nước sạch tại 18 xã còn lại của huyện Sóc Sơn. Trên cơ sở đề xuất của liên doanh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án phát triển mạng lưới phân phối nước sạch 18 xã thuộc huyện Sóc Sơn. Ngoài ra, hiện trên địa bàn các huyện Thạch Thất, Phúc Thọ còn 20 xã chưa có hệ thống nước sạch. Cử tri hai huyện này đề nghị thành phố sớm chọn các nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm xây dựng trạm cấp nước và thực hiện dự án nước sạch.
10 hộ dân thì một hộ có ô tô, vì sao dân Thái Nguyên giàu thế? Thưa quý vị, tính theo tỷ lệ sở hữu ô tô, Thái Nguyên đang là số 1 cả nước. Với gần 100.000 ô tô, trung bình cứ 10 hộ thì có hơn 1 hộ có ô tô. Tiền ở đâu ra vậy? Năm 2021, Thái Nguyên thu ngân sách nhà nước đạt 18.000 tỷ đồng. Con số chưa bằng một quận của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng với Thái Nguyên đó là một kỷ lục. Bởi tận năm 2013, thu ngân sách mới chỉ trên dưới 3.000 tỷ. Nhưng từ 2014, khi Samsung vào Thái Nguyên, giá trị sản xuất công nghiệp đột ngột tăng vọt. Từ 26.275 tỷ năm 2013 lên 179.263 tỷ đồng, năm 2021 đạt đến 844.000 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu cũng tăng theo cấp số nhân. Từ 245 triệu đô la năm 2013 vọt lên 28 tỷ đô la năm 2021, đưa Thái Nguyên luôn ở vị trí top đầu cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu. 100.000 chiếc, tỷ lệ sở hữu ô tô cao nhất nước. Ô tô xếp hàng kín phố, bà mẹ đi chợ, ông bố đi làm, trẻ em đi học bằng ô tô, hẳn là một biểu hiện của chỉ số phồn vinh. Thái Nguyên lấy tiền đâu ra? Thì đó, chỉ số phát triển công nghiệp và xuất khẩu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc năm 2018 không ngẫu nhiên đã nhắc tới hai cái tên Masan Resort và Samsung Thái Nguyên như những mô hình đầu tư thành công. Masan với 1 tỷ đô la đầu tư, tới thời điểm đó tạo ra doanh thu 8.000 tỷ, đóng góp 3.200 tỷ vào ngân sách 2015-2017. Còn Samsung 6,2 tỷ đô la đầu tư, đóng góp khoảng 30-32% số thu ngân sách, tạo việc làm cho 70.000 lao động, trong đó khoảng 1/3 là người Thái Nguyên. Phải mở ngoặc nói tới thảm đỏ Thái Nguyên. Khi Samsung có ý định vào Thái Nguyên thì cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên qua khu công nghiệp Yên Bình chuẩn bị hoàn thành, khiến khoảng cách từ Yên Bình tới Nội Bài chỉ 30 phút, tới Samsung Bắc Ninh chỉ 40 phút. Thái Nguyên vẫn luôn là một trung tâm về giáo dục của khu vực với vị trí giao thông, với vị trí giao điểm về thị trường lao động giữa 8 tỉnh. Nguồn 70.000 lao động từ phổ thông tới tay nghề cao thực tế đã được giải quyết trong phút mốt. Nhưng có hai điều không thể không nhắc tới. Thái Nguyên đã có sẵn hàng chục doanh nghiệp thuộc công nghiệp phụ trợ và chính sách 3 thân thiện với các nhà đầu tư luôn được duy trì nhất quán. Con số chính là bằng chứng 7 tháng năm 2022, vốn đầu tư FDI liên tục vào Thái Nguyên với hơn 1 tỷ đô la, xếp thứ 4 trên 63 tỉnh thành. Cũng như tỷ lệ sở hữu ô tô, kỷ lục thu hay con số đầu tư là những bằng chứng về sự phồn vinh, bằng chứng về tấm thảm Thái Nguyên, thật sự là thảm đỏ chứ không phải chỉ là tấm thảm màu đỏ bên dưới đầy gai.